Bây giờ mình đi thăm cái vườn sầu riêng. Đây, mới vô thấy một trái rất là bự. Ghê thiệt, ghê thiệt. Trái toàn là mấy ký, 5-6 ký trở lên không à. Một lát mình cho con một cái trái 12 kg. Ở đây vườn sầu riêng nó trái bự không à. Mà ăn ngon lắm. Cái này mình gõ là để cho biết là nó có bọng không á. Rồi cái nó già là mình hái. Cái vườn đang thu hoạch trái nào trên đấy chờ bỏ lửa. Còn trái bự không à. Đây hái cũng nhiều rồi nè, thu hoạch nguyên đống luôn. Trái bự không à, có trái 7-8 kg luôn á. Có trái này nè, gần không nổi luôn đó. Ở trên cây nè, trái này cũng chắc cũng phải là 7 kg á. Đây nè, bây giờ bỏ lên rừng xé là chở ra ngoài. Ồ, ô cái trái bự quá trời bự. Ồ cái trái kìa nè. Đẩy cái tay vô nè, thấy cái tay đó. Coi cái trái này còn kinh khủng nè. Ê, ghê vậy. Bự ghê.